Sáng ngày 13 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào tình hình triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều nhấn mạnh đến hai nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở trong thời điểm này. Đó là tập trung quyết liệt phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh và tổ chức thành công cuộc bầu cử. Một số ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đảm bảo giãn cách trong các khu cách ly tập trung để phòng ngừa lây nhiễm chéo, khuyến khích mở thêm các khu cách ly tự nguyện để giảm tải cho khu cách ly tập trung. Có phương án tổ chức hòm phiếu phụ đảm bảo người dân trong các khu cách ly thực hiện quyền bầu cử, bố trí lực lượng bảo vệ hòm phiếu và hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định. Nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, xây dựng kịch bản tổ chức ngày bầu cử trong mọi tình huống. Kết luận các nội dung trên, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở tập trung thực hiện hai nhiệm vụ chính trị quan trọng: quyết liệt phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh và tổ chức thành công cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh rà soát các quy định, xin ý kiến Hội đồng Bầu cử Quốc gia về các nội dung liên quan đến bầu cử trong khu cách ly tập trung, khu vực cách ly y tế, cụ thể hóa kế hoạch 538 năm 2021 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, phát huy và nhân rộng các mô hình thiết thực như tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên điện thoại thông minh, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho từng địa phương trong bầu cử. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát về bầu cử và phòng chống dịch bệnh. Sở Tài chính kiểm tra việc cấp phát kinh phí bầu cử cho các cấp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh đến quan điểm của tỉnh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đó là không chủ quan, lơ là, nhưng cũng không nóng vội, thái quá, tập trung khoanh vùng cách ly ở nơi có dịch, phong tỏa nơi có nhiều bệnh nhân dương tính, đặc biệt là khoanh vùng lõi dịch. Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát địa bàn phân công phụ trách, chỉ đạo tham mưu, đề xuất phương án phòng chống dịch hiệu quả. Tỉnh sẽ có những biện pháp cứng rắn về phòng chống dịch trong các nhà máy xí nghiệp, trong đó yêu cầu chủ doanh nghiệp bố trí để công nhân lao động được xét nghiệm COVID-19 bằng nguồn lực của doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. Chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong các doanh nghiệp và xử lý nghiêm doanh nghiệp không chấp hành. Bên cạnh đó, phát động trong công nhân lao động chủ động tố giác các hành vi trốn cách ly, tránh cách ly và cư trú bất hợp pháp, nhất là đối với người nước ngoài. Quan điểm của tỉnh khuyến khích toàn dân xét nghiệm COVID-19 tự nguyện, không trông chờ vào nhà nước để công dân tự bảo vệ sức khỏe của mình. Các địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác y tế dự phòng, nhất là đối với y tế cấp xã. Ngành y tế tỉnh có kế hoạch mời các chuyên gia của Bộ Y tế tư vấn về phòng chống dịch và y tế dự phòng, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, thiết thực và bền vững trên địa bàn. Chiều ngày 13 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đã họp với Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và các địa phương để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, các ý kiến tại cuộc họp đề nghị tỉnh có phương án hỗ trợ chuyên gia, nhân lực y tế cho thành phố Phúc Yên tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh xét nghiệm COVID-19 đối với các đối tượng F2 để khoanh vùng và dập dịch, xét nghiệm cho các đối tượng trên tuyến đầu chống dịch, xem xét hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch, hỗ trợ kinh phí cho các tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, cư trú bất hợp pháp trên địa bàn. Kết luận các nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh
đến tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thời điểm hiện nay và yêu cầu cả hệ thống chính trị, người dân Vĩnh Phúc chung sức đồng lòng thực hiện tốt hai nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết liệt phòng chống dịch bệnh và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp quán triệt và tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch. Ngành y tế tham mưu cho tỉnh những giải pháp căn cơ để khoanh vùng, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh có hướng dẫn cụ thể để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp bắt buộc thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho công nhân lao động, tổ chức phát động trong công nhân lao động tự nguyện xét nghiệm để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, phát động toàn dân phát hiện và tố giác các hành vi trốn cách ly, cư trú bất hợp pháp, nhất là trong các doanh nghiệp nước ngoài. Ngành y tế tiếp tục làm tốt công tác y tế dự phòng, nhất là đối với y tế cấp xã, cử 2 tổ chuyên gia hỗ trợ chuyên môn về y tế dự phòng cho 2 địa phương. Công an tỉnh tăng cường lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng khác, thực hiện quyết liệt việc truy vết, phát hiện sớm các trường hợp liên quan đến dịch bệnh, xem xét khởi tố một số trường hợp chậm khai báo y tế để dịch lây lan ra cộng đồng. Các huyện, thành phố rà soát các chốt kiểm soát dịch bệnh, nếu không hiệu quả thì thực hiện các biện pháp khác thay thế để tập trung nhân lực cho các khu vực nguy cơ cao. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thành lập tổ chuyên gia tư vấn đủ tầm để đánh giá tình hình dịch bệnh, đề xuất với tỉnh những phương án hiệu quả nhất. Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch. Về công tác bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh rà soát, xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia về một số quy trình bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh. Ủy ban bầu cử các cấp tập trung đảm bảo phòng chống dịch trong ngày bầu cử, tăng cường thời lượng tuyên truyền về bầu cử, khuyến khích các hình thức tuyên truyền đến tận hộ gia đình. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước ngày 16 tháng 5 phải tổ chức xong tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử. Ban thường vụ Tỉnh ủy thành lập 9 đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương. Tỉnh sẽ khen thưởng xứng đáng cho các tổ bầu cử hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc bầu cử. Huyện Yên Lạc cần thực hiện bao vây, khoanh vùng, đón đầu và đánh chặn dịch COVID-19. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Yên Lạc vào sáng ngày 13 tháng 5. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc, tính đến sáng ngày 13 tháng 5, toàn huyện có 6 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, 347 trường hợp F1, 3.963 trường hợp F2, 8.071 trường hợp F3. Liên quan đến các ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn, huyện đã thiết lập một số vùng cách ly y tế, phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp liên quan. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đề nghị huyện Yên Lạc tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ đạo quyết liệt, thần tốc hơn nữa, chuyển hướng phòng chống dịch từ điều tra, truy vết sang bao vây, khoanh vùng, đón đầu và đánh chặn dịch COVID-19. Huyện cần đánh giá những người có nguy cơ lây nhiễm cao, chủ động xét nghiệm để tránh bỏ lọt người bệnh. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện phải chịu trách nhiệm về thẩm duyệt danh sách người đề nghị được xét nghiệm, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở cách ly, các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra. 100% các doanh nghiệp trên địa bàn huyện phải tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, công nhân, người lao động. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Duy Thành đề nghị lãnh đạo huyện Yên Lạc cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất kịp thời những khó khăn vướng mắc trong công tác chống dịch nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Cùng với đó, huyện Yên Lạc phải xây dựng các phương án kịch bản phòng chống dịch trong điều kiện từ nay đến ngày bầu cử, nhưng dịch chưa được khống chế hoàn toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cũng yêu cầu huyện cần tổ chức tập huấn công tác bầu cử và xét nghiệm COVID-19 cho các thành viên, đảm bảo công tác bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Sáng 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc hoàn thành thời gian kiểm soát tại 3 chốt kiểm soát dịch COVID-19, gồm chốt kiểm soát tại khu vực nhà hàng Hải Sản Ngon, chốt tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh Tây, phường Khai Quang, chốt tại khu vực nhà trọ gia đình ông Nguyễn Duy Trưng, phố Đồng Tum, phường Liên Bảo, do đã hoàn thành thời gian kiểm soát dịch COVID-19. Chỉ đạo thực hiện việc tháo dỡ các chốt kiểm soát có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Sau khi công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tháo dỡ chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại 3 địa điểm trên, lực lượng chức năng đã thực hiện phun khử khuẩn môi trường phòng chống dịch bệnh.
trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình yêu cầu các xã, phường, các cơ quan chức năng và các hộ gia đình tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là thực hiện quyết định cách ly xã hội toàn thành phố, hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phấn khởi đã thực hiện hết thời gian cách ly y tế tại nhà và được tháo dỡ chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, các hộ gia đình tại 3 địa điểm trên đã cảm ơn sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã nỗ lực khống chế được dịch bệnh, đồng thời thể hiện nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm quyết định về cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên. Sáng 13 tháng 5, đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã có buổi làm việc trực tuyến với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người lao động. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang đã thông báo nhanh tới các doanh nghiệp tình hình diễn biến dịch COVID-19 của cả nước cũng như của tỉnh Vĩnh Phúc. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của tỉnh và các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả trên địa bàn hiện nay, đồng chí cũng nhấn mạnh đến nguy cơ lây nhiễm dịch hiện nay. Vì vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn cần thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và địa phương về chống dịch COVID-19. Người lao động thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, bắt buộc phải xét nghiệm cho 100% người lao động, bao gồm cả các chuyên gia. Trả lời các câu hỏi của đại diện các doanh nghiệp về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang cùng một số cơ quan chức năng của tỉnh cho biết, hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc có 4 đơn vị gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt thực hiện việc xét nghiệm COVID-19. Đây là những đơn vị hoàn toàn đủ năng lực thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Các doanh nghiệp chủ động phối hợp để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, thời gian thực hiện sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào thứ Hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021. Việc chi trả chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp thực hiện, đơn vị nào chưa hoàn thành sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Việc xét nghiệm COVID-19 là việc làm cần thiết nhằm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Đánh giá cao sự đồng thuận của các doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Vĩnh Phúc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu các doanh nghiệp chủ động thực hiện nhanh việc xét nghiệm cho công nhân lao động của mình, khuyến khích những doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình xét nghiệm. Đại diện các doanh nghiệp cũng bày tỏ đồng thuận với chủ trương chính sách của tỉnh trong việc phòng chống dịch COVID-19 và cho rằng đây là việc làm rất cần thiết lúc này nhằm loại trừ dịch COVID-19 ra khỏi cộng đồng, bảo vệ sản xuất, thúc đẩy phát triển.